Cùng với việc siết chặt thực hiện giãn cách, thành phố đang đẩy nhanh công tác khoanh vùng, truy vết, tầm soát để kịp thời phát hiện F0. Song song với việc tập trung mọi nguồn lực cho công tác điều trị chăm sóc, đặc biệt với các ca bệnh nặng, để hạn chế tới mức thấp nhất tỷ lệ tử vong do COVID-19. Việc liên tiếp ghi nhận nhiều ca khỏi bệnh được xuất viện trong những ngày qua chính là tín hiệu đáng mừng cho công tác chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 1 và số 2 ở thành phố Hồ Chí Minh đã cho xuất viện gần 5.000 ca. Nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi tại thành phố Hồ Chí Minh lên gần 15.000 ca kể từ khi có dịch. Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận của ngành y tế trong cuộc chiến chống COVID-19. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 26 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 38.733 bệnh nhân dương tính, bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Trong đó có 657 bệnh nhân nặng đang thở máy và 12 bệnh nhân đang can thiệp ECMO.